Các bạn thân mến, từ thời cổ đại, quan sát và thảo luận về thủy triều đã ngày càng tinh tế, ban đầu đánh dấu sự lặp lại hàng ngày, sau đó là mối quan hệ của thủy triều với mặt trời và mặt trăng. Những ghi chép về thủy triều bắt đầu vào khoảng năm 325 trước công nguyên. Đến thế kỷ 11, người Trung Quốc đã tạo ra bảng thủy triều để theo dõi sự lên xuống của nước sông Tiền Đường. Ghi chép mực nước biển đã biết đầu tiên của một chu kỳ chiều cường chiều kém được thực hiện vào năm 1831 tại bến tàu Navi ở cửa sông Thêm nhiều cảng lớn có các trạm đo mức nước chiều tự động vào năm 1850. Qua đó cho thấy từ xa xưa, con người đã có nhiều hiểu biết và ghi chép về thủy chiều. Thủy chiều là hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp theo quy luật hàng ngày. Nguyên nhân của thủy chiều bắt nguồn từ lực hút của mặt trăng và mặt trời cùng với lực ly tâm của trái đất. Sức hút lẫn nhau giữa mặt trăng và trái đất có xu hướng làm cho chúng xích lại gần nhau. Nhưng sức hút này được bù bằng lực quay ly tâm của trái đất cũng như của mặt trăng xung quanh tâm quán tính của chúng. Ở tâm trái đất, lực ly tâm và lực hút từ mặt trăng bù nhau. Nhưng đây không phải là trường hợp tại một điểm nào đó trên mặt đất vì hai lực thay đổi theo chiều ngược nhau, một điểm càng xa trọng tâm của trái đất, mặt trăng, lực ly tâm mà nó phải chịu sẽ càng lớn, trong khi ngược lại, sức hút của mặt trăng giảm theo khoảng cách. Do đó hai lực không bù nhau trên bề mặt của trái đất và sự chênh lệch của chúng là nguồn gốc của thủy triều. Ở điểm A, lực ly tâm không đủ để cân bằng với sức hút, vì vậy A có xu hướng dịch chuyển về phía mặt trăng. Ngược lại, ở điểm B lực ly tâm lớn hơn so với lực của mặt trăng, do đó, B có xu hướng rời xa nó. Đó là lý do trên trái đất có hai lần thủy triều mỗi ngày. Đặc điểm của thủy triều nh những biến đổi thủy triều trải qua các giai đoạn sau, triều dâng xảy ra khi mực nước biển dâng lên trong vài giờ, làm ngập vùng gian triều. Chiều cao, nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó. Chiều xuống, mực nước biển hạ thấp trong vài giờ làm lộ ra vùng gian chiều. Chiều thấp, nước hạ thấp đến điểm thấp nhất của nó. Thủy chiều tạo ra các dòng chảy có tính dao động gọi là dòng chiều hay chiều lưu. Thời điểm mà dòng chiều ngừng chuyển động được gọi là nước trùng hoặc nước đứng. Sau đó, thủy chiều đổi hướng, tạo ra sự biến đổi ngược lại. Nước đứng thường xuất hiện gần lúc mực nước chiều cao hoặc chiều thấp, nhưng tại một số nơi, thời gian nước đứng là khác biệt đáng kể so với thời gian chiều cao hoặc chiều thấp hàng ngày có hai lần thủy chiều lên và hai lần thủy chiều xuống gọi là bán nhật chiều tuy nhiên có nơi thủy chiều chỉ lên xuống mỗi ngày một lần gọi là nhật chiều hoặc có nơi lại không đều có ngày một lần có ngày hai lần mỗi ngày thủy chiều lại xuất hiện muộn hơn khoảng một giờ so với ngày hôm trước bởi mỗi ngày mặt trăng phải thực hiện một phần vòng quay luân chuyển xung quanh trái đất nên mặt trăng bị trên một giờ mới trở lại đúng cùng một điểm cũ Biên độ của thủy triều độ chênh lệch mực nước biển khi thủy triều lên và xuống rất khác nhau. Ở các đại dương, biên độ này là 1 mét, ở các biển kín và nhỏ thì ít hơn, khoảng 30 cm, nhưng ở các cửa sông và eo biển có thể lên tới 17 mét. Mỗi tháng có hai lần thủy triều lên xuống lớn nhất gọi là chiều cường là vào ngày có trăng non và trăng tròn. Đồng thời có hai lần thủy triều lên xuống nhỏ nhất gọi là chiều kém là các ngày trăng khuyết. Người xưa sống bao đời gần sông và biển, chủ yếu là họ tính theo con nước, theo chu kỳ của nó, nước chiều lên và nước chiều xuống và vì thế chính là nhờ vào hiện tượng thủy chiều, nên con người sống ở thời đó đã biết cách bắt hải sản như tôm, cua, cá. Thủy chiều còn đóng góp một phần lớn là làm nên các chiến thắng trên sông bạch đằng vào năm 938 của Ngô Quyền trước quân Nam Hán và năm 1288 của nhà Trần trước quân Nguyên Mông. Cho đến ngày nay thì con người đã biết sử dụng thủy chiều để phục vụ cho công nghiệp như sản xuất điện, ngư nghiệp như trong đánh bắt hải sản và khoa học như nghiên cứu thủy văn cảm ơn các bạn đã theo dõi video hãy bấm like và đăng ký kênh sử quán tv để theo dõi các video mới nhất nhé